Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ dạy với Oli bài tập toán lớp 2. Bài học hôm nay chúng ta sẽ làm là bài 128. Số 0 trong phép nhân và phép chia. Bài số 1 tính nhẩm bất kỳ số nào nhân với 0 cũng bằng 0. Đây. Bất kỳ số nào nhân với 0 cũng bằng 0. 0 nhân cho 2 là bằng 0. 0 nhân 3 là bằng 0, 0 nhân 5 là bằng 0. 3 nhân 0 cũng bằng 0. X nhân 0 là cũng là bằng 0. À, 0 mà chúng ta chia bất kỳ số nào là cũng là bằng 0. Đó. Bằng 0. 0 để chia 10 là bằng 0. 0 để chia 6 là bằng 0. 0 để chia 8 là bằng 0. 0 để chia A là bằng 0. Nhưng với điều kiện A này phải khác 0 nha. Con số A này là phải khác 0 này. A phải khác 0. 5 ra nhân cho 0 là bằng 0. 8 ra nhân 0 là bằng 0. 9 ra nhân 0 là bằng 0. 0 ra chia 2 là bằng 0. 0 ra chia 1 là bằng 0. Chúng ta qua bài số 2, tính 6 ra nhân 0 là bằng 0. 0 mà ta chia cho 1 là bằng 0. 15 mà ta chia cho 3 là bằng 5. 5 ra nhân 0 là bằng 0. 0 ta nhân cho 1 là bằng 0. 0 ta nhân cho 5 là bằng 0. 0 ta chia 1 là bằng 0. 0 ta chia cho 5 là bằng 0. 35 ta nhân cho 0 là bằng 0. 0 ta chia 5 là bằng 0. 16 ta nhân 0 là bằng 0. 0 ta chia cho 4 là bằng 0. 0 ta chia 1 là bằng 0. 0 ta chia cho 5 là bằng 0. 0 ta chia cho 4 là bằng 0. 0 ta chia cho 1 là bằng 0. Chúng ta qua bài tiếp theo, bài số 3. 1 ta nhân cho 5 là bằng 5. À. 5 ta nhân cho 0 là bằng 0. 0 ta nhân 3 là bằng 0. 3 ta nhân 1 là bằng 3. 0 ta chia cho 1 là bằng 0. 24 ta chia cho 3 là bằng 8. 3 ta chia cho 1 là bằng 3. 35 ta chia cho 5 là bằng 7. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em. Các em muốn tìm bài học đề thi bài kiểm tra là dưới bất kỳ clip nào của thầy lại có cái phần mô tả. Trong phần mô tả thầy để sẵn cái đường link của blog. Trong blog thầy dạy rất nhiều cái đầu sách. Các em vào đó các em tìm bài nhé. Chúc các em học tốt.